Thưa quý vị, những hoạt động đầu xuân của người con Phật trên cả nước đã tạo nên những trải nghiệm, khoảnh khắc và kỷ niệm đầy ý nghĩa. Không chỉ trong nước, những nét đẹp đó còn được người Việt chung tay gìn giữ, lan tỏa ngay cả bên ngoài biên giới. Và tại Lào, đi lễ chùa đầu năm là một trong những hoạt động không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền với những người Việt đang sinh sống tại đây. Họ lên chùa để tìm về sự an yên và lưu giữ nét đẹp văn hóa trao truyền cho thế hệ sau. Chùa Phật Tích thủ đô Viên Chăn rất đông bà con kiều bào, cộng đồng người Việt Nam đến dâng hương lễ Phật trong những ngày đầu năm mới với mong ước sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Hơn nữa, duy trì đi lễ vào những ngày đầu năm còn là để cho các thế hệ sau hiểu được các giá trị văn hóa truyền thống trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Hôm nay tôi đến chùa với lại vợ và hai con. Thì tôi dẫn hai con đến đây là mong muốn là hai cháu có thể hiểu được cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam mình, đấy là hàng năm đến chùa vào dịp đầu xuân năm mới này. Và cái thứ hai nữa là cũng mong được sự bình an và hạnh phúc trong năm. Năm nào tôi cũng đến chùa, trước là lễ Phật, sau nữa là xin Phật phù hộ độ trì, cầu an cho gia đình được nhiều sức khỏe. Với mỗi người dân Việt Nam, dù ở bất kỳ đâu trên trái đất, thì nét đẹp văn hóa đi lễ chùa đầu năm vẫn là cách để bà con lưu giữ, truyền lại những giá trị truyền thống tốt đẹp ngày Tết cổ truyền, thể hiện khát vọng về cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy, thêm yêu và trân quý những giá trị cội nguồn. Đầu năm ai cũng có một cái tâm nguyện đến chùa lễ Phật và cầu cái sự bình an cho gia đình và cho đất nước được thịnh vượng. Là một trong hai ngôi chùa Việt lớn nhất tại thủ đô Viên Chăn, chùa Bằng Long những ngày đầu năm cũng rộn ràng người dân đến lễ Phật cầu an. Chùa còn trang trí rất nhiều tiểu cảnh, không gian làng quê Việt để khơi gợi lại nỗi nhớ niềm thương với quê hương. Và việc đến chùa vào những ngày đầu năm mới cho thấy cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài nói chung và tại Lào nói riêng vẫn luôn gìn giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc trong những ngày Tết cổ truyền.